Xin chào tất cả các bạn nhé. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái tính năng đó là View New Feed, Xem What và Follow ID. Các tính năng này dành cho việc là nuôi nick hàng ngày. Tại sao lại chạy những tính năng này? Thì thứ nhất, những cái này thì nó chỉ là việc login tài khoản vào và đi xem các cái chuyên mục. Mình không hề comment hay là spam cũng như đăng các cái gì thì là sẽ tỷ lệ bị chết nick sẽ rất là khó. Nói chung là nếu có thì cũng sẽ rất là thấp. Đó. Mọi người lưu ý ba tính năng này. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình từng tính năng một. Tính năng đầu tiên là View New Feed, nó sẽ hiển thị ra bảng. Cái này là cấu hình thời gian và quá trình lướt thực hiện công việc. Số lượng video muốn xem. Các bạn có thể điền nhiều hơn, 5 hoặc 10. Nếu điền càng nhiều càng tốt, tại vì cái này thì nó sẽ bị được nick được online trong thời gian lâu. Còn nếu số lượng máy ít hoặc là thời gian quá nhiều nick ở phía dưới, thời gian có hạn ấy, thì các bạn cấu hình để nguyên cấu hình này cũng được. Đây là cấu hình mặc định dùng để nuôi nick hàng ngày. Với số lượng video mình sẽ xem là 5 video. Số lượng các cái bài post trên tường là 10. Đây. View New Feed trong khoảng lướt 10 bài. 10 đến trong khoảng 10 đến 20 bài. Tương tự, chúc mừng sinh nhật. Sau đó thì xếp lại và tích chọn. Tương tự với mục View Xem What. Thì cái này mình nghĩ là các bạn nên để ở chế độ View Run Room. Tức là nó sẽ vào What và xem random bất kỳ các cái video ở trong đấy luôn. Đó. Còn trường hợp mà các bạn muốn chỉ định nó xem video nào á, thì các bạn chuyển qua chế độ là video by link. Lúc này thì ở phần by link này mình sẽ điền các cái link mà video ở phần watch nhé. Các bạn lưu ý là link video lấy đúng ở phần watch giúp mình. Cái này thì mình sẽ làm mẫu lấy link như nào. Thì đây, các bạn truy cập vào Facebook. Rồi, quay lại Facebook thì mình sẽ vào phần watch này. Ở đây, mình sẽ lấy ra một cái sau đó là thả vào đây. Đó, các bạn có thể thả nhiều các cái loại link như này nhá. Nhiều link, các cái link có thể khác nhau. Sau đó thì mình có muốn xem về tường cái video đấy hay không thì tích chọn. Còn không thì có thể bỏ. Tương tự với follow cái page của các cái video đấy hoặc là like video. Thường mình sẽ tích chọn về like video nhé. Cấu hình ở đây là nội dung bình luận. Các bạn sẽ có thể bình luận được vào các cái video đấy để tăng cái độ chất của nick. Đó. Select là tạo đường dẫn các cái thư mục, các bạn tạo sẵn một cái file TXT nhé, chứa cái nội dung comment ở trong đấy. Đây, nội dung comment thì các bạn ghi vào trong file này nhá. Các bạn ở đây có thể tạo file. Đó, tạo file này. Tạo file và ghi điền sẵn nội dung ở trong và chỉ việc chỉ đường dẫn đến thôi. Tương ứng phần comment thì bên mình hỗ trợ hai loại, đó là spin với cả comment theo dòng. Các bạn có thể tạo nhiều dòng như này thì lần lượt, ví dụ ở đây là mỗi lần nó sẽ lấy comment một cái dòng ở cái file trong này đi. Còn trường hợp sử dụng spin thì là cấu trúc nó như này, có hai ngoặc kép và các câu phân cách nhau bởi dấu gạch đứng. Cái này thì mình không nói lại nữa bởi vì ở trước nhiều video mình đã nói rất nhiều về cái cấu trúc của sử dụng spin hoặc là like theo dòng này rồi. Tiếp theo là số lượng comment muốn like ở trong một cái video này là bao nhiêu thì các bạn để số lượng ở đây. Tích chọn random các cái biểu tượng. Ecoin sẽ xuất hiện trong cái phần comment. Tiếp theo là các bạn có muốn comment ảnh hay không thì tương tự với phần ở trên thì mình sẽ là chọn đường dẫn đến link mà chứa hình ảnh thôi. Các bạn để ảnh ở đâu thì chỉ đường dẫn link đến đấy là được. Thời gian xem một cái watch đấy thì các bạn muốn xem một cái video đấy trong khoảng bao lâu? Mình thường thì để là trên 60 giây, trong khoảng từ 60 đến 120 giây. Sau đó xếp lại. Tiếp theo là tính năng cuối cùng, đó là follow ID. Thì các bạn thả các cái UID hoặc là các cái UID của page profile vào đây. Số lượng
thì mình cấu hình tương ứng. Ở đây mình có 5 thì mình điền 5 là mình sẽ xem hết tất cả 5 UID này. Trường hợp muốn lấy ít hơn, mình chỉ muốn xem 3 thôi, mình điền vào 3. Đó. Xóa sau khi xem, ví dụ mình xem xong này mình sẽ xóa nó đi để những nick khác không xem lại, hoặc là có thể để những nick khác phía dưới có thể vào xem. Ví dụ ở đây mình có 100 tài khoản ở góc bên này, bôi đen cả 100 tài khoản thì mình muốn mỗi cái xem một thôi thì mình có thể tích chọn xóa. Còn không thì muốn cả 100 tài khoản này đều xem được UID này thì mình sẽ không xóa. Sau đó thì ấn xếp lại. Và có thể start là nó tool sẽ tự động chạy ba tính năng này để nuôi nick hàng ngày. Ok, đó tất cả những cái gì về hướng dẫn việc nuôi nick. Cảm ơn tất cả bạn đã xem. Nếu gặp khó khăn thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là comment dưới video này để được bên mình hỗ trợ. Cảm ơn tất cả bạn.